Chào mừng các bạn đã đến với S-Channel. Ngày hôm nay thì trên tay S-Channel sẽ là một sản phẩm mới ra mắt đến từ nhà sản xuất Oppo mang tên là Oppo Neo 5. Sản phẩm thay thế cho chiếc Neo 3 trên phân khúc giá rẻ. Ngay bây giờ mời các bạn cùng mình mổ và xăm soi chiếc Oppo Neo 5 này. Hộp của Neo 5 khá là nhỏ nhắn và không được làm bằng nhựa cứng chuyên nghiệp như là những máy cao cấp đến từ Oppo. Nó chỉ được làm bằng giấy thôi. Mặt trước chúng ta sẽ có hình ảnh về chiếc máy. Qua tấm hình này thì máy khá là mỏng và đẹp, không biết thực tế thì sẽ ra sao. Ở mặt sau chúng ta sẽ có những thông tin cơ bản về cấu hình của Neo 5. Một chiếc màn hình 4,5 inch, độ phân giải hơi lỗi thời một chút, 854x480. Cái độ phân giải này thì làm mình nhớ đến chiếc Xperia Arc huyền thoại một thời vài năm trước đây. Hai camera của máy thì sẽ có độ phân giải lần lượt là 8 chấm và 2 chấm. Một điểm khá tuyệt là máy chỉ mỏng có 8mm thôi. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 400 với 1GB RAM đi kèm với lại viên pin 1900mAh. Có thể thấy là máy có cấu hình khá ổn, tuy nhiên thì độ phân giải là mình chưa hài lòng cho lắm. Thiết nghĩ Oppo nên nâng lên thành QHD thì hợp lý hơn với lại một cái màn hình 4,5 inch. Nãy giờ thì chúng ta mới chỉ đang ở ngoài vỏ của chiếc hộp thôi. Tháo vỏ ra chúng ta mới có chiếc hộp thật sự mang màu trắng tinh khiết. Nhắc nắp hộp lên và đây sẽ là nhân vật chính chúng ta mang màu trắng ngọc trinh, tương tự với lại vỏ hộp. Có thể thấy là máy thiết kế khá là tốt với hai mặt lưng và màn hình trước sau như một. Bây giờ thì phải xăm soi phụ kiện cái đã, máy tính sau. Về phụ kiện thì khá là cơ bản, với sách sử dụng này được đặt trong một cái hộp riêng biệt. Một chiếc tai nghe dạng nhét ngoài chứ không phải là nhét trong. Một củ sạc với điện áp ra là 1A cùng với lại dây micro USB. Rồi đã lúc để đến với chiếc máy. Neo 5 của năm nay trông khá là khác với lại Neo 3 của năm ngoái. Chúng ta không còn thấy một mặt lưng cong cong ôm tay nữa mà sẽ là một mặt phẳng hoàn toàn, trông rất giống kính. Tuy nhiên thì lại không phải là kính, thực ra thì nó chỉ được làm bằng nhựa thôi. Camera 8 chấm và đèn flash LED thì sẽ được đặt lệch về một bên và hoàn toàn bằng phẳng ở trên mặt lưng của máy. Hai giải nhựa màu xanh neon nổi bật ở trên Neo 3 thì cũng đã không còn. Thay vào đó là một viền máy mỏng chạy suốt dọc thân máy. Sự kết hợp giữa hai màu vàng của viền máy và màu trắng của mặt lưng đem lại một vẻ ngoài rất là sang trọng, thời trang cho Neo 5. Với thiết kế máy như thế này thì nhiều người sẽ nghĩ là Neo 5 sẽ là một chiếc máy nguyên khối và không thể tháo được nắp lưng. Tuy nhiên thì không, máy vẫn có thể tháo được nắp lưng và cho phép chúng ta thay SIM và thay thẻ nhớ. Tuy nhiên thì máy vẫn không thể thay được pin, nó được gắn chết bên trong thân máy mất rồi. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng, ở bên cạnh trái sẽ là phím nguồn, ngược lại so với cách sắp xếp của những chiếc máy Samsung. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình 4,5 inch khá là nhỏ nhắn với một độ phân giải nhỏ nhắn không kém, 854x480. Cấu hình của máy sẽ chỉ dừng lại ở con chip Snapdragon 400, 1GB RAM và viên pin 1900mAh. Nhìn chung thì với việc hai mặt lưng và màn hình trước sau bằng phẳng, sáng bóng cùng với lại một độ mỏng 8mm, Oppo Neo 5 sẽ là một chiếc điện thoại rất đẹp, mỏng và rất hợp với phái nữ khi họ thường đặt yếu tố thẩm mỹ lên trên những tiêu chí còn lại như là cấu hình, màn hình. Thêm nữa là camera trước 2 chấm của Neo 5 cũng đem lại một trải nghiệm tự sướng khá tốt. Giá dự kiến cho Neo 5 thì sẽ là 3,7 triệu đồng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của S-Channel.